với mong muốn đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình khẳng định bản thân, sáng tạo, làm chủ tương lai, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã trở thành nhà tài trợ chính của E-Canchú. Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực dành cho sinh viên trên toàn thành phố Hà Nội do Học viện Tài chính tổ chức. Và cuộc thi UVA 2019 xin được phép bắt đầu. Những cơ hội để nâng cao giá trị bản thân của mình, cả về ngoại ngữ, cả về vốn kiến thức liên quan đến tài chính và kinh tế, chính là những gì mà chúng tôi mong muốn đem lại dành cho các bạn thí sinh top 6. E-Canchú thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia đến từ khắp các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trải qua vòng sơ tuyển, 6 thí sinh xuất sắc nhất đã có mặt trong đêm tranh tài chung kết ngày 17 tháng 9 vừa qua. Tại đêm thi, trong vai trò ban giám khảo, Jack Nguyễn Thanh Việt có những chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, những khó khăn trong quá trình cùng đồng sự gây dựng và phát triển Echacom, cũng như xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, qua đó tiếp lửa cho các bạn sinh viên trên hành trình nỗ lực sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn đáp ứng chỉ tiêu nguồn nhân lực thời đại mới. Với sự tự tin, bản lĩnh qua các vòng thi, lộ diện, đối đầu và chinh phục, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai đến từ Học viện Tài chính đã xuất sắc giành vị trí quán quân.